Xin chào quý bậc phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh thân mến. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong tiết số 2, bài 53, luyện tập trung. Sách giáo khoa môn toán lớp 3, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Trên kênh của chúng mình thì ba bộ sách thầy đều đã làm rất là đầy đủ. Hãy tìm theo bài, theo trang, theo bộ sách để chúng ta học các em nhé. Bây giờ thì mời các em mở sách ra trang số 36 nào. Rồi, mình sẽ đến với cái bài 1 này. Người ta yêu cầu này: tính diện tích của hình vuông có cạnh là gì? 9 cm. Vậy thì các em chỉ cần nhớ công thức thôi đúng không? Diện tích hình vuông dễ thôi. Cạnh nhân với gì? Với cạnh. Hay là gì? Một cạnh nhân với chính. Chính nó. Dễ không? Chúng ta sẽ trả lời diện tích hình vuông đó là, đúng nào, cạnh nhân với chính nó, tức là gì? 9 nhân với 9 bằng 81. Nhớ đơn vị của diện tích phải là cm vuông. Và đừng nhầm là chu vi nha, đây gọi là diện tích. Chu vi thì sẽ là một cạnh nhân cho mấy? 4. Còn diện tích là cạnh nhân với chính nó các em nhá. Rồi, câu B. Tính diện tích hình chữ nhật có chiều dài là 9 cm và chiều rộng 6 cm. Như vậy diện tích hình chữ nhật thì sẽ bằng dài nhân với gì? Rộng. Mình chỉ việc ghi thôi. Diện tích hình chữ nhật. Diện tích hình chữ nhật đó là chiều dài 9 nhân với chiều rộng 6. 9 nhân 6 là 5, 54 cm vuông. Ok. Rồi, sang bài 2. Bài số 2. Một hình chữ nhật có chiều rộng 6 m, chiều dài gấp đôi chiều rộng, và tính diện tích hình chữ nhật đó. Các em chú ý này, rộng là 6, dài thì gấp đôi. Vậy thì mình phải tính cái gì trước? Tính chiều gì? Chiều dài đấy nhá. Rồi, như vậy thì mình phải tính đầu tiên, đó là chiều dài hình chữ nhật. Được chưa? Chiều dài hình chữ nhật đó là chiều dài thì gấp đôi chiều rộng, mà chiều rộng bằng 6, gấp đôi tức là nhân cho 2. 6 nhân 2 bằng 10, 12 cm. Rồi, bây giờ bài toán trở thành: tính diện tích hình chữ nhật có chiều dài 12, chiều rộng là 6. Được chưa? Vậy thì mình chỉ việc viết lời giải tiếp theo. Diện tích hình chữ nhật đó là chiều dài 12 nhân với chiều rộng 6. 2 nhân 6 12, viết 2 nhớ 1. 1 nhân 6 là 6, thêm 1 là 7. Và nhớ diện tích thì đơn vị là cm vuông. Được chưa? Đó, em nào cẩn thận thì chúng ta sẽ ghi cho từ đáp số nữa. 72 cm vuông. Ok. Sang bài 3. Việt cắt được các miếng bìa như hình dưới đây. Hai miếng bìa nào có diện tích bằng nhau? Vậy thì kem nhớ này. Kem nhớ là gì? Mỗi một cái ô này này thì sẽ có diện tích là 1 cm vuông, đúng không? Vậy thì mình chỉ cần đếm số gì? Số ô thôi. 1, 2, 3, 4 này.
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Đó, các em hãy trừ hai này ra nhé. 13, 14, 15, 16. Được chưa? Rồi, 17, 18. Hai cái anh này này ghép lại thành 1 là 19 này. Anh này với anh này này, 1 ô nữa là 20 này. Đây 1 nữa này, 21. Như vậy anh này sẽ có diện tích là 21 cm vuông. Được chưa? Tương tự này, mình cũng lại đếm thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 10, 14. Rồi, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hai anh này là 21. Hai anh này một hình nữa, một ô nữa là 22. Hai cái hình này một ô nữa là 23. Như vậy anh này sẽ có là 23 cm vuông. Được chưa? Rồi, và đến cái hình này nhá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 10, 16, 17, 18, 19, 20. Được chưa? Hai cái nửa này là 1 là 21. Hai nửa này 22. Đây với đây là bao nhiêu? 23. À, như vậy thì nhìn đây thấy chưa? Thấy chưa? À, như vậy tôi hỏi này, hai miếng bìa nào có diện tích bằng nhau? Đấy, vậy thì chúng ta sẽ trả lời. À, hai miếng bìa có diện tích bằng nhau là B và C. Ok. Được không? Đấy, các em sẽ ghi kết quả ra đây. 3. Hai cái miếng bìa này có diện tích bằng nhau. Diện tích bằng nhau là gì? Miếng bìa B và C. Đấy, các em chỉ cần ghi ngắn gọn B và C. Ok. Xong nhé. Sang bài 4. Một võ đài hình vuông có chu vi là 36 cm. Tính diện tích của võ đài đó. À, các em quan sát ở đây. Võ đài của những chú dế, đúng không nào? Đấy, võ đài đây này. Chúng tôi là anh em. Đấy. Vậy thì cái võ đài đây này, người ta cho là gì? Chu vi là 36, nhưng mà yêu cầu mình lại tính gì? Diện tích. Đó, chú ý nhá. 4. Cái võ đài đây có chu vi là 36 cm. Vậy thì giờ ta hỏi diện tích này. Nhớ lại coi. Dễ không? À, diện tích á thì bằng cái gì? Nhớ công thức phần này nháp nhá. Diện tích thì bằng cạnh nhân cho mấy? Nhân cho cạnh, đúng không? Đúng chưa nào? Vậy thì mình đã có cạnh chưa? Chưa. Giờ nhiệm vụ của chúng mình sẽ tính xem là cái hình vuông này này, cạnh là bao nhiêu. Tính hình vuông có cạnh là bao nhiêu thì chúng ta đã có chu gì? Chu vi là 36. Công thức thầy đã hướng rồi, đúng không? Cạnh thì bằng chu vi chia cho mấy? À, chia cho 4, đúng không? Bởi đây là hình gì? Hình vuông nhá. Được chưa? Vậy thì đầu tiên chúng ta phải tính, đó là tính cạnh của gì? Cạnh của cái võ đài, đúng không nào? Cạnh của võ đài đó là bao nhiêu? Các em sẽ lấy gì? 36 là chu vi, chia cho 4. 36 chia 4 thì bằng 9. 9 gì nhỉ? 9 cm. Rồi, bây giờ bài toán trở thành tính diện tích của hình vuông có cạnh bằng 9. Dễ hơn là ăn kẹo, đúng không?
Vậy thì diện tích võ đài đó là bao nhiêu? Cạnh nhân với gì? À, nhân với cạnh. 9 nhân 9 bằng 81. Nhớ đơn vị là cm vuông. Ok. Đáp số 81 cm vuông. Xong nhá. Rồi, và đến đây thì chúng mình lại tạm nói lời chia tay các em nhá. Hẹn gặp lại các em ở bài tiếp theo.